Mời quý vị đến với một giấc mơ về những hình ảnh thân thuộc của quê hương, cũng là đồng lúa, cũng là những tà áo dài duyên dáng của người thiếu nữ Việt Nam. Nhưng đây sẽ là sự kết hợp đặc biệt của những tà áo dài kiêu sa trên ruộng lúa mộc mạc quê ta. Vâng, kính thưa quý vị, để cùng với quý vị chúng ta chuẩn bị khép lại giấc mơ về quê hương, mời quý vị đến với bộ sưu tập áo dài của thương hiệu ABC mang tên Những Khoảnh Khắc Thời Gian, được trình diễn với sự kết hợp của trang sức mang thương hiệu PNG ngay bây giờ.